Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng dưới đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng chậm về phía đông nam, kết hợp hội tụ gió trên cao còn duy trì yếu. Vì thế trong đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào và rông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tại khu vực miền Đông, đêm gió đông bắc, ngày gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ không khác so với ngày hôm nay, dao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ. Và đây cũng là hình thái thời tiết phổ biến tại các huyện thị xã và thành phố thuộc khu vực miền Tây của tỉnh. Dự báo trời có gió nhẹ, nhiệt độ ở mức từ 26 cho đến 32 độ. Còn tại khu vực thành phố Hạ Long, trời có nắng về trưa và chiều với mức nhiệt thấp nhất ở ngưỡng từ 26 cho đến 32 độ. Ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Đêm có gió đông bắc, ngày gió đông nam cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ duy trì ở mức từ 25 cho đến 31 độ. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh, còn bây giờ mời quý vị và bạn hãy cùng đến với thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trên khu vực Bắc Bộ được dự báo là chưa có nhiều xáo trộn đặc biệt. Vì thế trong đêm nay, sáng sớm và chiều tối ngày mai, toàn vùng vẫn có mưa rào rải rác, tập trung chính cho các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Bắc và khu vực Việt Bắc. Nhiệt độ lúc này cũng sẽ dịu mát hơn với mức nhiệt thấp nhất giao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Ban ngày khu vực có nắng gián đoạn, thời tiết tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng Oi và hơi nóng với nền nhiệt ít biến đổi so với ngày hôm nay, phổ biến từ 33 cho đến 34 độ. Đối với miền Trung, thời tiết khá ổn định. Trong đêm nay và ngày mai, hầu khắp khu vực không có mưa, chưa chiều trời oi và nóng với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở ngưỡng từ 33 cho đến 36 độ. Nhiệt độ thấp hơn sẽ tập trung tại những vùng tiếp sát biển. Dự kiến kiểu thời tiết này sẽ kéo dài khoảng 2 ngày tới. Sau đó thời tiết miền Trung sẽ có biến đổi đáng kể từ đêm ngày thứ 5 sáng ngày thứ sáu cuối tuần này. Bị chi phối bởi đới gió tây nam nên trong khoảng thời gian chiều tối đến tối mưa rông xảy ra rải rác trên khu vực tây nguyên và nhiều nơi tại các tỉnh thành thuộc miền đông và miền tây của khu vực nam bộ. Cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông nền nhiệt biến đổi không nhiều với mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 25 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng xoáy thuận nhiệt đới ở phía đông khu vực Bắc đến giữa Biển Đông có xu hướng thiết lập nên mưa rông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm sẽ xuất hiện trên các vùng biển này. Đặc biệt lưu ý từ ngày 17, ngày 18, vùng xoáy thuận nhiệt đới khả năng phát triển mạnh thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc đến giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa. Sau đó là đến các vùng biển của nước ta khiến cho biển động rất mạnh kèm theo mưa to, sóng lớn và hoàn toàn bất lợi cho các hoạt động hàng hải.